Thưa các đồng chí và các bạn, nếu ai đã từng vào lăng viếng Bác, đặt chân đến quảng trường Ba Đình thì chắc hẳn mọi người không thể nào quên được không gian xanh sạch đẹp ở nơi đây. Những cành hoa luôn khoe sắc tỏa hương thơm ngát, nhất là vào các ngày lễ Tết, đại hội đảng, các kỳ họp quốc hội. Ở đó có những bàn tay khéo léo chăm sóc, trang trí cây hoa cây cảnh để khu vực lăng luôn khang trang sạch đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đồng bào trong nước và khách quốc tế đến viếng Bác. Thành tích đạt được trong những năm qua là sự cống hiến đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức đội cây hoa cây cảnh thuộc ban quản lý quảng trường Ba Đình, nhiều năm liền được nhận bằng khen của ban quản lý lăng, giấy khen của ban quản lý quảng trường Ba Đình và chiến sĩ thi đua. Tiếp theo là phòng ứng dụng và thực nghiệp, trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các đồng chí làm nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ và môi trường. Đội ngũ cán bộ kỹ sư nhân viên năng động, sáng tạo và tận tâm trong công việc. Họ không chỉ nghiên cứu nhiều đề tài cấp cơ sở và các bộ mà còn ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thành tích của phòng ứng dụng thực nghiệp thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ môi trường. Tiếp theo chương trình là ban đón tiếp thuộc văn phòng ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí, mỗi lần về với lăng Bác, chắc hẳn quý vị sẽ không thể nào quên được đội ngũ hướng dẫn viên, những cô gái duyên dáng chất tà áo dài với nụ cười rạng rỡ chào đón và phục vụ chú đáo đồng bào khách quốc tế đến viếng Bác và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Các buổi sinh hoạt chính trị văn hóa trong khu vực, đặc biệt là các ngày lễ viếng cấp nhà nước, cấp nguyên thủ quốc gia và các đoàn khách quốc tế. Trong những năm qua, ban đón tiếp thuộc cơ quan văn phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp hiệp đồng với các lực lượng tổ chức đón tiếp khách quốc tế trong nước đến viếng Bác. Tiếp theo, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phòng Giáo dục Bảo tàng Hồ Chí Minh. Được khánh thành ngày 19 tháng 5 năm 1990, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền, giới thiệu, sưu tập và lưu giữ các hiện vật liên quan đến thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của người. Với nhiệm vụ đón và hướng dẫn những năm qua, Phòng Giáo dục đã thực hiện tốt nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách tham quan. Theo là phòng tuyên truyền giáo dục di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Trải qua gần 45 năm hoạt động, thông qua những di tích, những tài liệu và hiện vật, với nhiều thế hệ cán bộ thuyết minh, họ luôn truyền tải được đến người nghe về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đơn vị đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cầu truyền hình trực tiếp Hành trình theo chân Bác. Đặc biệt năm 2013, phòng tuyên truyền giáo dục thuộc khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã phối hợp với Xưởng phim Quân đội dịch ngoài ngữ phim Những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 7 thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Nhật, Hàn Quốc. Trên đây là 7 tập thể của các đơn vị trong cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, và chúng ta cùng đến với các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng tá Lê Ngọc Giao, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 375 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Với trách nhiệm là đảng ủy viên đảng ủy trung đoàn, Phó Trung đoàn trưởng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, cùng tập thể ban chỉ huy trung đoàn cộng đồng trách nhiệm tìm tòi cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng các nghiệp vụ, đặc biệt đã chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại khu vực lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh như đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, các chương trình xuân quê hương Hồ Chí Minh cả một đời vì nước vì dân, điển hình là vụ phá Pháp Luân Công xâm phạm mục tiêu bảo vệ. Xin được trân trọng giới thiệu Thiếu tá Vũ Ngọc Sơn thuộc đoàn 195 Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với cương vị là trạm trưởng trạm sửa chữa, đã luôn nhận thức rõ trách nhiệm nhiệm vụ được giao, luôn học hỏi nghiên cứu tìm ra những giải pháp sửa chữa trang thiết bị đạt chất lượng hiệu quả cao nhất. Năm 2011, năm 2012 được công nhận 4 sáng kiến đưa vào sử dụng,
năm 2013 được công nhận hai sáng kiến, nhiều năm liền được tặng giấy khen và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Điền, tổ trưởng tổ 6 đội cây hoa cây cảnh thuộc ban quản lý quảng trường Ba Đình. Với chức trách nhiệm vụ được giao là quản lý duy trì chăm sóc vườn hoa cây cảnh, thảm cỏ ở khu vực trước lăng cùng với chậu hoa khu vực sau lăng, bản thân đã không ngại khó khăn vất vả, mưa dầm gió bấc, vẫn luôn gương mẫu đi đầu trong công việc, tăng cường áp dụng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao chất lượng cây hoa cây cảnh, chú trọng thay thế các nấm vườn hoa thời vụ, tăng cường duy trì chăm sóc các bồn hoa trước lăng, sân cỏ quảng trường Ba Đình, các khu vực sau lăng. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đỗ Thị Khánh Vân, nhân viên phòng tài chính, trung tâm ứng dụng, trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và môi trường, ban quản lý lăng. Bản thân là một nhân viên, đồng thời cũng là một chủ tịch công đoàn cơ sở, nhưng luôn ý thức tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học hỏi, tìm hiểu các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên phấn đấu trưởng thành, thường xuyên phối hợp với hội phụ nữ, trung tâm và các tổ chức quần chúng đơn vị, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiều năm liền, đồng chí được ban quản lý tặng giấy khen, đảng ủy đoàn 969 tặng giấy khen và các